Thưa quý vị, hiện nay trên nhiều tuyến đường, tình trạng người điều khiển xe máy chạy lấn làn, đi ngược chiều diễn ra khá phổ biến. Đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tai nạn giao thông, khiến không chỉ người điều khiển phương tiện bị thương vong mà người khác cũng bị vạ lây. Vào giờ cao điểm, tại các ngã tư có đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, dễ dàng nhận thấy tình trạng đậu đổ xe không đúng phần đường khi đèn tín hiệu bật sang màu đỏ. Dù tại đây vạch kẻ phân làn đường rất rõ ràng, thế nhưng nhiều phương tiện vẫn dừng lấn sang cả làn đường bên cạnh, gây cản trở giao thông. Nguy hiểm hơn cả là nhiều thanh niên do tâm lý chủ quan nóng vội khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đã bất chấp tính mạng của bản thân mình cũng như những người tham gia giao thông khác, cắt ngang qua đầu xe của các phương tiện lưu thông cùng chiều, khiến nhiều người dân rất bức xúc. Cái nguy hiểm nhất của người xe máy là cái làn đường mà nó không, khi người ta đã phân kẻ vạch ra, người ta không đi đúng cái làn đường đó mà cứ đi xe lẫn cái làn đường ô tô, thì là ô tô người ta đi, người ta cứ chủ quan là làn đường người ta đi thì người ta sẽ gặp những tình huống đó, người ta sẽ không xử lý kịp được. Những tuyến đường vốn có mật độ phương tiện lưu thông đông đúc, hành vi vi phạm lấn làn càng trở nên phổ biến hơn. Quốc lộ 51 hiện có 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe hỗn hợp. Trong đó, làn dành cho phương tiện mô tô, xe gắn máy sát với phần đường bên phải, gần với lề đường. Còn làn dành cho các phương tiện cơ giới tốc độ cao và làn sát với giải phân cách. Phân định với nhau bằng vạch kẻ liền, giúp cho người đi đường nhận biết và đi đúng phần đường. Tuy nhiên, trên quốc lộ 51, lấn làn đường là một trong những hành vi vi phạm phổ biến nhất, thường thấy nhất là hình ảnh người điều khiển phương tiện xe mô tô, xe máy. Giờ ra đường là cũng sợ người ta chạy... Bây giờ người ta cũng không ấy được, ý là người ta cứ bất chấp ấy, ý là không phải người ta cứ nhường mình đâu. Cũng có người chạy ra đứa đường, người cháu nó đi đo cái giữa đường chứ cái. Ở xe máy thì cũng chạy vào đường ô tô vậy, nó cũng không có ấy đâu. Nó chạy búa chua, chạy ngược đường được trước cái này. Có ô tô thì cũng phải cho làn đường, ô tô đa số họ cũng chạy vào cái làn đường ở trong này. Có người đi bộ này, nên là họ cũng chạy lúc mà thì không thấy công an thì là người ta chạy thì làm thế là người ta re vào đây này. Bắt đầu là người ta cũng chạy vào đường trong này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, cả khách quan lẫn chủ quan. Thứ nhất, do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao, khi vượt xe khác thường hay lấn sang phần đường dành cho xe tốc độ cao. Thứ hai, do phần đường dành cho mô tô, xe máy có nhiều đất đá trơn trượt, dễ bị lạc tay lái. Nguyên nhân thứ ba, đó là do ở làn đường dành cho xe máy thường có các phương tiện ô tô lớn đậu đổ, lấn hết phần đường dành cho người đi xe máy, khiến cho các phương tiện này không còn cách nào khác là lấn sang phần đường dành cho xe ô tô. Tốc độ đô thị hóa trong những năm qua diễn ra khá nhanh, phương tiện ô tô dùng để phục vụ việc kinh doanh sản xuất của người dân ngày một nhiều, cũng là một trong những nguyên nhân gây phức tạp hơn tình hình trật tự an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 51. Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, trong 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 285 vụ tai nạn giao thông, là 120 người chết và 213 người bị thương. Trong đó, nguyên nhân chạy quá tốc độ quy định 42 vụ, đi không đúng phần đường, làn đường quy định 38 vụ, vượt xe 6 vụ, chuyển hướng không đảm bảo an toàn 45 vụ. Theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy chuyển làn đường không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Trường hợp xảy ra tai nạn, mức phạt này sẽ tăng lên từ 2 đến 3 triệu đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc xử phạt hành vi này vẫn còn hạn chế. Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy. Mục đích đặt ra là kiềm chế và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải khách và xe mô tô, xe gắn máy, nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong các tầng lớp nhân dân. Phấn đấu giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm 2018. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời kéo giảm tai nạn giao thông xuống mức thấp nhất, bên cạnh sự nỗ lực từ phía các lực lượng chức năng, mỗi người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bản thân, tránh tình trạng chỉ vì nóng vội mà bất chấp nguy hiểm của bản thân và những người xung quanh.